Rồi bây giờ chào các chú xem nào. Xin chào. Anh chị ba. Thế anh lắp cho em một cái thôi. Lắp cái nào? Lắp đủ. Vòi trước các chú ấy. Anh có hết rồi đúng không? Cả cái vòi luôn. Lắp với cả anh hết. Cái của em lắp đơn giản đó. Ờ thế thì anh lấy đủ cho anh. Lấy đủ cho em về chỉ xoáy vào. Ok 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 được. Quê Hàn đâu? Nào ơi. Đây đâu. Nào ơi. À một cái vòi thôi nhỉ? Một cái vòi. À hai cái nhỉ? Một cái. Bởi vì lắp cho em bây giờ thì chả tốn 5 phút thôi nhưng mà đi vướng một phát không phải nó gãy luôn. Gãy luôn đúng rồi. Đúng rồi. Cái này về nhà mình chỉ xoáy vào phát là xong rồi mà. Thế là đủ em rồi. Anh cứ đủ cho em bây giờ bởi vì em lại đi xa ấy. Ừ. Em vào tận Ngọc Long thôi. À Ngọc Long à. Bây giờ đi ô tô xe máy đấy. Đi xe máy thôi. Lai được không anh? Lai được nhưng mà có cái giá đúng không? Có giá hàng đấy. Đưa mà. Bây giờ lấy cái lối cây dài ra tí đẹp đây là cây xong mà. Cái này nó nhẹ thôi nhưng mà nó không kênh. Thế rồi. Đấy thì lầu mẹ làm 2 phát rồi đúng không? Có nhiều dây co không? Chỗ đấy thì nó lại không xuống được anh. Ở trên nó sợ nó cộng. Đây này, buộc trong bên cạnh này đúng không? Bên cạnh này, cái buộc vào đi. Thế này là vô tư rồi. Đấy, em cứ thế buộc thế này là em sẽ ở được tiếp. Buộc đi, có dây không? Đấy, buộc vào đây xem là buộc. Nhà anh cũng có dây chạc chứ không? Em xin mấy đoạn dây chạc. Dây co, dây kia sợ. Dây buộc giáo chứ chắc là chịu được. Dưới cái này, dưới này. Cứ buộc vào đi. Buộc cái khung nó được không nhỉ? Nó rơi đấy nhỉ? Không, buộc mình để thẳng cái này lên luôn. Đó, ý là buộc mấy cái chân của nó được không? Không. Vẫn phải cho một cái vòng qua để giữ cái này lại ở cái chân. Chứ không đi thì nó bay mất. Kéo
tôi đi sát bên này tí nữa. Kéo sang, kéo sang bên em một tí. Đấy, rồi thoải mái đi. Đây này có sợ là nó ấy. Gì á? Vấn đề gì không? Không. Kéo nó về lấy hai cái dây co buộc cái đây, vòng sang bên kia chết bắt chết đi thoải mái. Ôi xong đi. Rồi. Anh em kia về đây lấy dây co đi. Về bảo để cho hai cái dây co về quán. Lấy hai cái dây co em. Một ừ. Dây co giả tiền ngoài này nhá. 2 triệu 3. Khóa nữa đúng không? Khóa hai cái. Kèo. Dây co 2380 tất em ơi. 2380 à? Ừ. Em đang thừa 120 đấy. Tưởng là vẫn còn thiếu. Để anh lấy tiền đưa luôn thằng kia nhá. Ok ok. Thì nó nhét cái bản vào đây được. Cố định một đầu đúng không em? Này này. Rồi nó thẹn rồi. Nãy do là cái con đường đi vào cái điểm trường bản lầu kia không thể di chuyển bằng ô tô được nên là phải chở bằng cái xe máy. Tương đối là cồng kềnh một chút. Sau đây xin mời tất cả quý vị theo dõi hành trình nhé. Đi trước đi. Đi chỗ cầu kia đợi anh nhé. Anh phổ phát nhỉ. Bye.
Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Một món quà gửi đến thầy và trò ở trường Bản Lầu, Ngọc Long. Đó là cái tét đựng nước và những cái đôi dép để cho các em học sinh đến trường. Thì trong một cái chuyến hành trình của Minh Hiếu vào với em say bốn con, thì Minh Hiếu có rẽ vào cái trường Bản Lầu xin một bữa cơm. Minh Hiếu nói vui như vậy, xin một bữa cơm của các thầy ở điểm trường Bản Lầu này. Thì vào đấy thì Minh Hiếu thấy các em học sinh đi học rất là thương, là có những đứa bé là không có dép để đi, và các thầy các cô ở đấy sinh hoạt thì cũng rất là nhiều thiếu thốn. Đấy, nước thì chỉ hứng vào những cái chậu bé bé thôi. Đấy, nên là Minh Hiếu đã thông qua video, Minh Hiếu đã kết nối với Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã có những cái số tiền ủng hộ để Minh Hiếu mua tét và mua những đôi dép cho các em. Thì tiếp tục là món quà của Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ gửi cho Minh Hiếu là 300 đô trong cái chuyến mua những cái món quà dành cho những hộ nghèo ở Sùng Tráng. Thì số tiền còn thừa là 5.299.000. Thì Minh Hiếu đã trao đổi lại với cô Mạnh Thường Quân, thì đã được cô nhất trí và Minh Hiếu đã mua những cái món quà này đấy để gửi tặng cho thầy và trò học sinh trường điểm trường Bản Lầu rất là khó khăn, rất là thiếu thốn. Đấy, sau đây tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video của Minh Hiếu, và quý vị đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ cho Minh Hiếu cũng như là sớm nhận được cái video mới nhất của trên kênh Minh Hiếu nhé. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video. Rồi thầy xuống hộ một tí. Mưa quá. Đấy thì như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là ở đây toàn là đường đất thôi, nên là hôm qua vừa mới có một cơn mưa rất là to. Cái đoạn này là không thể lên được. Thì sẽ nhờ các thầy cô xuống. Đấy. Ra không? Có gì đó, ăn cơm à. Anh em luôn. Đấy thì anh Cánh ơi, tháo em cái tách xuống tí. Cái này nhẹ mà. Chào bác ạ. Anh màn ăn điện thoại. Gọi suốt 10 cuộc cháy cả máy rồi, cả đây máy. Đi treo ở gốc cây ấy, cháu có nghe thấy thôi đâu. Thôi thì con thường nhau rồi. Thì phát mạng với cháu. Nãy cháu xếp vừa gì tài liệu lên cháu đi đi treo để cái này bình thường thôi, nhưng mà chẳng qua là đường hơi xấu một tí, đường quá xấu không phải hơi xấu. Ồ, không đơn giản đâu. Thank you.
ở chỗ này bị ôi ôi ôi. Cái này bị hôm nọ. Chỗ này bị sao à? Hôm nọ sao? Hôm kia. Vô. Đấy. Hôm nọ ở chỗ kia sạt xuống đây. Đằng sau lớp của cháu. Ơi, hello. Chào thầy nhá. Hôm kia ngủ không yên nữa. Ô, cứ để ở sân này cái đâu, để sân trước đi. Đâu bây giờ, không cần tập máy đi. Rồi. Ôi rồi. Ai xa. Chào các con nhá. Chào. Các chào con các không... chú nhá. Không chào chú à? Chào chào các chú. Ok, chào chào các chú. Được. Wow, cái cháu đâu rồi? Để chào cái chú nào nhanh lên, quanh tay này luôn nhỉ. Tay này đâu hết rồi? Quay tay vào, chúng cháu chào các chú. Thật sự là các em học sinh ở đây thì nhiều nọ video mình Hiếu cũng đã nói rồi. Là các em còn rất là nhiều thiếu thốn đây. Như bạn này còn không có dép để đi đây. Không có dép à con? À, chị mò dép đi à? Hả? Còn dép ủng. À, con đi ủng à? Trơn quá đúng không? Trơn quá nên đây sau một cái quá trình di chuyển thì mình Hiếu cũng đã có mặt ở cái điểm trường bằng lầu rồi. À, bây giờ mình Hiếu sẽ trao những cái đôi dép cho các cháu học sinh trước. Đấy. À, đưa các cháu đi vào đúng chỗ ngồi của mình xem nào. Đi vào lớp hết đây xem nào. Đúng chỗ ngồi của mình nhá. À, đường cũng được đấy cô ạ. Vâng. Nào, các cháu vào đúng chỗ nhá, trật tự nhá chưa? Rồi, các thầy hộ cháu lọc dép tí. Biết là có vừa hết không? Không vừa thì biết là nó là... Không vừa thì gọi là đi tạm thôi, chắc là cũng sạt sàn. Bởi vì là nếu mà vừa đẹp thì chắc phải ra đây ngoài quán. Đúng rồi. Đặt... Cứ đổ hết ra. Cứ đổ hết ra đi. Còn dép xịn sò thôi. Đấy. Đấy. Dép xịn đấy. Cái này chắc mầm non rồi đúng không? Mầm non. Chết rồi, ra đây xem mà. Chứ cho đứa nào nó vừa thì nó lấy đôi nào thì nó. Cái đôi con nó mang về nhà để nó không đi được mấy năm rồi. Cho to thế này thì là nó lớn lên nó vẫn còn đi được. Có. Lấy chọn. Cái đôi con này chắc là mầm non trẻ bé nhất rồi nhỉ? Mầm non. Đây vẫn còn. Đây đâu ghi đây này? 4 tuổi đây này. 4 tuổi kìa. Vẫn còn nhưng mà nó. Đây cái này chắc là ủ cái này hơi to nhỉ? Hơi to đúng không? Lớp 2. Lớp này chán thì nó bảo. Đây nó ghi đây này, lớp 2 này. Bây giờ là phát cho các em mầm non trước nhỉ? Đấy. Một lớp mầm non đây này. Đây sao nào? 4 tuổi rồi. Mầm non 5 tuổi với 4 tuổi đây hết rồi chứ. 3 tuổi nữa cả ba tuổi. Nào các cháu đi vào vào đúng chỗ ngồi nào. Đồ này đồ 5 tuổi. Đây 5 tuổi đây này. Xuống lên, xuống lên. 5 tuổi, 6 tuổi. Đấy, 1. Rồi, 5 tuổi đây. Bây giờ trả 6 tuổi rồi đấy. Đấy. Lấy đi. 5, 6 tuổi. Dạ. Đây con cháu đôi này không chừa đôi nào đâu. À, mầm non đông hết nhỉ? Mầm non 29 cháu. Nào, bây giờ các cháu phải biết xin cho chú cho ba nha, nhớ chưa? Ừ. Nào, không được khóc nào, cười lên nào. Đi cười lên nào. Nào. Ôi, bà nào khóc thì đưa cho một cái kẹo mút luôn. Có kẹo, không có kẹo mút kìa. Không được khóc nữa, không được ăn kẹo nữa, nhớ chưa? Đúng rồi, sao nào? Nào người 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 nào cho phải biết xin nhá. Cái này dép nữ thôi nhỉ. Nữ nam thì hết dép nam rồi. Cháu xin chú. À, ôi trời.
Được, 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 được. Cái này to tí, ôi dồi, to quá nhỉ. Bên kia có đôi bé không? Có mà. Đưa chúng quay đôi rồi. Xin chú nào, xin chú. Ngon quá. Được, được. Này, ngon. Con nào? Con ở đâu nhỉ? Em gái, cháu xin chú ở đây. Em đôi này cho chú. Em gái này đi dép con vịt nhá. Đây này. À, rất có cá chứ. Đấy. À, các bác có thể nhìn thấy là các con đi học là còn không có dép để đeo nữa đây này. À, rồi ok. Rồi, đẹp quá, rất có cá đẹp quá nhỉ. Rồi ok. Ôi, những cái bạn đây à? Quên hết rồi, phát cho những cái bạn ở sau nữa à? Có đủ không? Này, cái này nhá. Đây, cái này nè. Cái này là sau có dép chưa? Đi đi vào xem nào. Đi vào xem. Ờ, được, ngoan thế nhỉ. Không nhỉ, đi ơi. Này. Sao bạn nữ này nữa, sao bạn nữ này, ok. Hình như là nhầm cho em nữ đi cho nam người với sao nhỉ. Thôi, chứ nó cổ cho em. Thầy nào thầy kén à? Thầy báo à? Ừ. Dép bên này là lớp lớp mấy tuổi? Đây lớp 3. Lớp 3. Lớp 3 này. Chắc loại này. Ờ, loại này vừa đấy nha. Loại này vừa mà. Đây đây, đấy. Cầm cầm cái loại này vừa. Đây là lớp mấy đây? Lớp 2. Lớp 2 là bên đấy à? Cô đấy à? Ờ, lớp 2 cũng... Ờ, cũng về lớp 1 luôn. Nào, từ em 1 thế nào? Chân ra, gửi chân nào. Chân nào. Đây, chân nào. Chân không vừa không? Tẩy tẩy khu hộ luôn. Tẩy tiếp siêu nhân này, chắc là nam nữ đi được hết á. Được, được, được hết. Đâu, hùng à? Hùng xem nào. Bạn này đi xem nào. Úi giời ơi, bạn này đang vừa luôn đây này. À, hùng. Đẹp chưa? Xem nào, chú xem cũng vừa không? Đẹp không? Đẹp. Nào, xin chú đi. Cháu xin chú nhá. Ok. Làm chỗ này. Làm chỗ áo thì đi. Thế nào, của nhu thế nào? Rất sâu nhân này thì phải hết mà ha. Năm nữa thì phải hết. Đấy, được, lớp 3 này rất vừa. Vừa đúng không? Vừa. Đấy, em gái này thế nào? Em gái đi dép này thế nào? Đúng rồi, em gái đi màu hồng đấy. Cứ chưa đủ thì cứ lấy đi em. Đây. Đấy, em gái này cũng có dép đi rồi. Đây là à, nhưng mà dép được rách rồi. Nào đi đôi này xem nào. Đấy, tuyệt vời chưa? Đây. Rồi. Thì cái đôi này là đi học thôi nhớ chưa? Đôi này là đi về nhà chăn trâu đất cỏ là đi đôi này nhá. Thôi thế nào. Thôi này chắc không vừa. Đôi đến đôi khác, đôi bé tí. Tốt nào. Đây, thế. Thế lên gần một tí nào. Mà bé thì đứng đây đây tỏa. Bé lại lại. Bé lại còn tức đi đứng bên dưới. Đứng này cơ hả? Linh đứng lên đây. Linh kia. Tiến lên đây, tiến. Tiến bé đâu? À. Đứng lùi vào nhanh lên đi. Cho. Đứng vào gần tí nào. Thẳng hàng thế nào. Hết thẳng hàng thế nào. Đây để cho thầy một nửa trên nhau luôn. Các thế nào, thẳng hàng chưa? Hàng. Thẳng đâu? Cháu phải xin à. À, thằng lùi lùi ra sau tí nhỉ, đỡ nắng nhỉ, mấy bé này nắng quá, lùi ra sau đi, các bạn lùi ra sau tí đi. À, lùi ra sau tí cho mấy bạn bé này lùi ra sau, nắng quá, nắng quá, nắng quá. Thế các con được dép hết chưa? Được. Ok, rồi. Thế có muốn ăn kẹo mút không? Muốn. À. Phải biết xin.
Minh ơi. Rồi bây giờ trong một bạn mỗi bạn một cái kẹo bút nhá, vẫn như lần trước nha chưa? Dạ. Nhưng mà phải nhớ là phải cố gắng học thật giỏi nhá chưa? Phải ngoan. Đấy, đi học đều. Đấy thì mới có dép mới này, mới có kẹo mút ăn này nhá chưa? Dạ. Rồi ok, bây giờ chú sẽ phát cho mỗi đứa một cái kẹo mút nhá. Cho mấy bạn bé này trước nào. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Nó nói một tí đi. Cháu xin chú. Ồ, được. Đây, ngoan quá. Em xin thầy lên. Em xin thầy lên. Ngoan quá đi. Đây, bạn này. Bạn này này. Bạn này. Được. Mỗi người một cái kẹo mút này. Đây. Đây bạn này. Bình tĩnh nhá. Bạn nào có một cây nhá chưa? Đây. Đây nào. Rồi. Ôi cầm lên con, cầm lên. Tí nữa là vào lớp là không được gõ mầm như đợt trước nghe chưa? Gõ mầm như đợt trước là chú lại luôn đấy. Rồi. Nào bạn này được chưa? Từ từ nhá. Bạn ơi chưa? Xin chú ạ. Ấy, vị trí nào bạn. Còn bạn nào chưa có thì rồi. 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 Chia cho nhau. Bạn này có rồi đúng không? Đây, bạn này, ôi trời, bạn này. Sao bạn này lại bạch bạch trắng trắng thế? Con tên là gì? Dương. Tên là Dương à? Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Con là dân tộc Tày hay dân tộc Mông? Dân tộc Mông. Tốt quá. Đủ rồi thầy ơi. Đủ chưa nhỉ? Đủ chưa? Hết chưa? Con em nào chưa có không? Em có. Rồi. Còn bạn nào chưa có không? Chưa có thì giơ tay lên. Thế nào? Đủ rồi đúng không? Rồi. Cái này là để cho những cái bạn vắng nhớ chưa? Đó. Rồi, bây giờ là camera chụp cho cái kiểu ảnh là các cô đứng vào tí nhá. Nào, thế nghe chú dặn này nhá. Là các con là phải ngoan chưa? Nghe nói nhá. Thế là nghe lời bố mẹ này, nghe lời các cô này, chịu khó đi học này. Đấy thì lần sau chú vào lại có kẹo mút tiếp nhớ chưa? Đó. Rồi bây giờ chào các chú xem nào. Xin chào. Rồi ngoan quá rồi. Rồi bây giờ các con đi vào lớp đi, không được có kẹo mút như lần trước nghe chưa? Rồi. Rồi thì bây giờ Minh Chí Hữu sẽ lắp cái tech cho các thầy các cô luôn. Thì như quý cô ba anh chị và có thể thấy được này, mình yếu vẫn có thể đi lại một chút về cái hình ảnh cái chỗ mà các thầy cô chứa nước ấy, đây là chứa như thế này, nên là mình Hiếu đã kết nối và xin cô Mạnh Thường Quân giao tên là mua cho các thầy cô một cái tét để các thầy cô chứa nước, nếu mà cái ngày bình thường là không sao, nước đây rất là sạch này. Đấy. Rất là mát luôn. Đấy, thì bây giờ mình Hiếu sẽ lắp cái tech cho các thầy các cô luôn.
anh Khánh ơi, anh đi xem chỗ nào kê chỗ nào thì hội em xem à. Đây. Bây giờ chỉ nhấc đi cái là được rồi. Rồi, khiêng đi đi. Để chỗ nào? Chậm nhưng lá cắt tính kìa. Từ. Tôi mới vác lên đồi thì được. Thế bây giờ đi đường bằng lại không được nữa thì khổ. Ok như nào? Cho kê vào đây tạm. Hả? Ở đây tạm trước. Ở đây tạm xong sang tuần vào. Sang tuần vào mình xin cạnh mình mới chỉnh tử tế vậy. Cái vòi lại ở bên này nhỉ? Không, mai kia đặt cái vòi ở bên kia. Vòi có vòi chứ. Cái vòi quay ra bên này gì? Đây vòi vòi đây này. Nào bây giờ cứ đặt như thế nào? Cứ đặt tạm như thế không? Đấy, nó phải bằng chứ, không nó bị gấy cái này ngay. Bị gấy thật chứ. Đặt 14 chân phải bằng chứ. Gạch chỉ ở gần giường đó có 2 viên. Lấy ra đi, lấy ra đi. Trương lấy ra đi. Cũng có 3 viên. 3 viên đây, 1 viên đây này. 3 viên tạm một. Ôi ôi, uống nước lá luôn á. Alo, uống nước lá không sợ đau bụng à? Hả? Các con không sợ đau bụng à? Mấy cái viên này. Cái này sắp to lên bên trên. Ờ. Rồi, bạn này nhỏ quá, uống nước lá thế này thì... Đấy. Đấy. Cho vào trong nữa. Đấy, quá đẹp luôn. Thôi, cái kia. Bên này thì được chưa? À đây, bên này được rồi. Rồi. Để cho xoay cái tay kia. Xoay ấy. Cái này lấy cái đầu vằn vòi về bên này đi. Rồi thế nhấc. Nhấc ra. Nhấc rồi à? Ừ. Bên này nó xa quá. Đúng. Nhấc. Bây giờ nó là cái kiểu giường nó chết. Ôi, dẫn nhau lên một tí. Ôi, sao này nó vẫn lệch lên trên nhỉ? Mình đã chỉnh cái này thẳng đâu, cái nắp này đã thẳng đâu. Chẳng qua đây nó không quá. Không, lệch thì cái này. Nó này, có gì đâu. Cái kia thì xả xuống thôi. Đấy. Đấy. Thích thì như thế này. Thế thôi. Cái này nó phải. Được chưa? Rồi. Ổn chưa? Đấy thì... Lấy dao phải đánh dấu vào không? Kể từ ngày hôm nay ấy, thì là các thầy các cô đấy sẽ có một cái tét chứa nước như này và cũng không thể không lo là trời mưa là không có nước dùng rồi. Đấy, việc thầy cho vào thử xem là tét nó có thủng không. Cỡ được khó thế này mà vào đây tét thủng được thôi đấy. Ui, nước ở đây thoải mái rồi. Đấy, nước đã về bản. Look at
người bà cũng khó rồi. Thế thì thưa quý vị, mình Hiếu cũng đã đem cái tag và cũng như món quà đến cho các em cũng như các thầy giáo ở đây. Đến ngày hôm nay ấy, thì như mình Hiếu vừa rồi nói xong rồi là các thầy các cô sẽ không phải lo là trời mưa không có nước sinh hoạt. Đấy, thì từ hôm nay trở đi thì các thầy các cô đã có cái chứa nước, cái dụng cụ chứa nước và yên tâm công tác rồi nhé, chú nhé. Đấy, thì thông qua video cho Bình Hiếu xin được gửi lời cảm ơn tới cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ đã gửi cho Bình Hiếu một số tiền để mua tech và những cái đôi dép cho các cháu học sinh ở đây. Thật sự là cái đợt vừa rồi Bình Hiếu vào, Bình Hiếu cũng đã nói ở cái phần đầu video rồi là nhìn các con có những bạn là không có dép để đi nên là mình Hiếu rất là thương. Đấy, hôm nay thì sau cái chuyến hành trình vào đi tiếp thì mình Hiếu đã có những đôi dép và có cái tag. Đấy, thì xin cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn đồng hành với mình Hiếu. Xin cảm ơn tất cả khán giả cũng đã theo dõi và ủng hộ mình Hiếu trong suốt thời gian vừa qua. Đấy, sau đây xin mời đại diện của điểm trường Bản Lầu sẽ có lời cảm ơn đến cô Mạnh Thường Quân giấu tên. Mời chú. Xin cảm ơn đoàn từ thiện đã đến ủng hộ và giúp đỡ các em học sinh vùng sâu vùng xa có những đôi dép đi, và có như giáo viên ở điểm trường vùng sâu vùng xa chúng tôi là có chỗ nước để phục vụ cho cá nhân và các em học sinh ở điểm này. Không biết nói gì hơn, tôi thay mặt các giáo viên điểm trường xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì mình Hiếu xin được cảm ơn tấm lòng vàng của cô Mạnh Thường Quân giáo tên. Mặc dù là ở cái điểm trường Bản Lầu của Ngọc Long này thì còn rất là nhiều khó khăn, như video trước mình Hiếu cũng đã quay một chút về cái lớp học của các cháu học sinh, cái phòng học bên kia thì còn rất là nhiều thiếu thốn. Thì là một cái góc tạm bỡ cho các cháu học sinh để ngồi học thôi, đúng không? Đấy, để mà đủ đầy đủ điều kiện ấy, thì còn phải đầu tư rất là nhiều. Đấy, thì một lần nữa mình Hiếu xin được phép được tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo và hành tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.